nhà văn mặc ngôn không đáng để được trao giải Nobel, tin từ Stockholm. Kính thưa quý vị, nhà văn mặc ngôn đã được chọn trao giải Nobel văn chương với những tác phẩm kết hợp chủ nghĩa huyền ảo thực hiện với các câu chuyện dân gian, lịch sử và đương đại. Mặc ngôn lớn lên tại thành phố Cao Mật thuộc tỉnh Sơn Đông, là nhà văn viết rất nhiều tác phẩm, hết câu chuyện này tới câu chuyện khác. Mặc ngôn có nghĩa là không nói. Nhiều nhà tranh đấu nhân quyền nói rằng mặc ngôn không xứng đáng để trao giải Nobel văn chương vì đã bình luận nhiều bài diễn văn của Chủ tịch Mao Trạch Đông.